1 tháng 12 vừa qua, đoàn công tác của Hiệp hội Y bác sĩ thành phố Masuda, Nhật Bản đã có chuyến thăm và làm việc tại Đại học Đông Á. Đoàn có ông Saito Yoji, giám đốc bệnh viện Masuda cùng các thành viên trong Hiệp hội. Buổi gặp mặt đã diễn ra trong không khí trao đổi tích cực và cởi mở giữa hai bên. Theo đó, đoàn công tác đánh giá cao chương trình đưa sinh viên sang Nhật thực tập và làm việc của Đại học Đông Á trong thời gian vừa qua. Cả hai bên thống nhất cùng xem xét phương án và thực hiện mô hình tương tự chương trình thực tập tại Tập đoàn Y tế Xã hội Aizinkai mà nhà trường đang thực hiện rất hiệu quả. Buổi làm việc và thảo luận về hợp tác các lĩnh vực đào tạo, trao đổi giữa Đại học Đông Á và Đoàn Hiệp hội Y bác sĩ thành phố Masuda kỳ vọng sẽ tiếp tục tạo thêm nhiều cơ hội cho sinh viên điều dưỡng, thực tập và làm việc tại Nhật.